Thưa quý vị và các bạn, trước tác động của đại dịch COVID-19 và ô nhiễm môi trường gia tăng, du lịch chăm sóc sức khỏe đang trở thành xu hướng du lịch toàn cầu. Thực tế đó đòi hỏi Việt Nam cần có chiến lược tổng thể để nhanh chóng đẩy mạnh loại hình du lịch này. Sau đây là ghi nhận tại Hà Nội. Điểm du lịch chăm sóc sức khỏe Sen Tái Thu thuộc phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm. Nơi đây được bố trí phân khu spa trị liệu cổ truyền, chăm sóc sức khỏe toàn diện, không gian dược phẩm và trung tâm chăm sóc sắc đẹp, được Sở Du lịch Hà Nội công nhận là dịch vụ chăm sóc sức khỏe đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch. Từ đầu năm đến nay, hai cơ sở đạt chuẩn của Sen Tái Thu đã phục vụ 350.000 lượt khách hàng. Mà rất là mong muốn Sen Tái Thu có Sở Du lịch Hà Nội có thể hỗ trợ Sen Tái Thu phát triển thêm về hình ảnh quảng bá để cho nhiều người dân biết được đến Sen Tái Thu hơn để có thể trải nghiệm được cái việc liệu trình điều trị chăm sóc sức khỏe. Sen Tái Thu cũng cố gắng làm sao nỗ lực để mang tới cho khách hàng thêm nhiều cái dịch vụ hoàn hảo nhất. Hiện nay chúng tôi cũng đã cho ra mắt thêm rất nhiều các sản phẩm dược tự nhiên để cho người dân có thể là người Việt Nam dùng hàng Việt Nam tin tưởng hơn. Bà Hoàng Thị Lợi, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, mắc các bệnh tim mạch thấp khớp. Chỉ một tuần kể từ khi đến nghỉ dưỡng tại khu chăm sóc sức khỏe Ao Vua, huyện Ba Vì, bà đã đi lại bình thường và tự chải đầu. Đi vào hoạt động 6 tháng nay, khu chăm sóc sức khỏe này đã bắt mạch, chẩn trị, tư vấn sức khỏe cho hơn 1.500 lượt khách du lịch. Đặc biệt, đơn vị này đã chủ động tự cung tự cấp với 500 loài thực vật thảo dược quý. Khi vào đây thì được các bác sĩ chăm sóc và cho thuốc men, đồng thời là coi như điều trị, trị liệu hàng ngày, rồi coi như làm tất cả các cái phương pháp về thủ thuật của xoa bóp. Nên là coi như đến hôm nay là 9 ngày thì tay tôi đã dơ được lên và chải được đầu. Thế nên là coi như là cái mô hình này là tôi thấy là rất là phù hợp và rất là tốt cho những người già có bệnh và coi như điều trị cần được nhân rộng ra. Chúng tôi tổ chức là chẩn trị bệnh cho họ, tư vấn cho họ, thay đổi cái thói quen cũ mà từ lâu rồi nó đã tạo ra cái bệnh cho họ. Đó là cái việc ăn uống, ngủ nghỉ, tập luyện chưa đúng. Thế thì đến với đây thì chúng tôi làm các cái bước đó để cho người ta thấy được rằng là cái nguồn gốc sinh ra bệnh của họ nó là từ đâu. Cái thứ hai nữa là cái phác đồ điều trị để nâng cao dần cái sức đề kháng, cân bằng lại cơ thể cho họ và họ đủ sức để mà phòng bệnh và chữa bệnh dần dần. Theo các chuyên gia, để phát triển du lịch chăm sóc sức khỏe, ngành du lịch cần phối hợp với ngành y tế xây dựng bộ tiêu chí chuẩn hóa các dịch vụ cũng như quy trình khám chữa bệnh tại các cơ sở du lịch. Có chính sách khuyến khích các địa phương, doanh nghiệp đầu tư xây dựng các khu du lịch chăm sóc sức khỏe chất lượng cao, tăng cường công tác tuyên truyền, xúc tiến quảng bá loại hình du lịch sức khỏe ở cả trong và ngoài nước.